Giới thiệu với mọi người, đây là một chiếc bình củ tỏi nhé, hàng sứ men lam ngọc, họa tiết vẽ tay, được sản xuất tại Bát Tràng, Việt Nam. Đây là hàng sứ xuyên sáng. Hàng sứ xuyên sáng này, trông như là màu của ngọc. Tất cả họa tiết này vẽ thủ công bằng tay và họa tiết ở bên trong men nhé. Họa tiết ở trong men, men là một cái lớp trong suốt, nó phủ bảo vệ bên ngoài cái bình này. Men nó là một cái lớp trong suốt. Cảnh này thì được vẽ hai cảnh, một cảnh là hình một cặp vịt trời kết hợp với hoa sen. Kích thước của bình cao là 45, đường kính bụng là 29. Bên hông của sản phẩm này, cảnh bên này thì vẽ hình ảnh là một cặp chim, hoa phú dung, cây tùng. Tất cả họa tiết này vẽ bằng tay hết. Đây là dưới đáy của bình này, trắng như đá nhé. Trắng này là chưa có men, cái sứ này là chưa có men thì nó sẽ trắng như vậy. Đấy, trên này là có men rồi thì nó sẽ xanh xanh như thế này. Quay cận vào này. Quay cận vào cho mọi người nhìn cái họa tiết chính ở trên tác phẩm nhé. Tất cả nét vẽ đều là vẽ bằng tay hết. Một cặp vịt, vịt trời. Là trên cổ của mình này. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm mà chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy, mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.